Hôm nay đến chương trình anh chưa chuẩn bị nhiều nên tặng em món quà. Cảm ơn em. Bao nhiêu tờ? Đây là tờ 50.000, em đặt bao nhiêu cái tờ? Cái này là em muốn 50 tờ. Tượng trưng cho em gắn liền với bạn ấy 50 năm. Trời, hợp lý nha. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Oh. Wow. Hú hét quá, bên đây tò mò quá. Cầm đây ơi. Mình giới thiệu đi nhà gái. Con chào chú Quyền Linh. Chào chị Ngọc Lan. Chào bạn nam bên kia ạ. Em tên là Diễm. Tên đầy đủ là Nguyễn Thị Ngọc Diễm. Năm nay em 25 tuổi. Em quê ở Tây Ninh. Hiện tại thì em đang sống và làm việc ở Tây Ninh luôn. Công việc hiện tại của em là quản lý siêu thị Bách Hóa Xanh đó chị. Bây giờ mời nhà trai giới thiệu cho nhà gái nghe nè. Xin chào anh Cạch Quyền Linh và chị Ngọc Lan và chị. Chào bạn nữ bên kia. Em xin giới thiệu là em tên là Kim, Bùi Hoàng Kim. Năm nay là 33 tuổi. Hiện tại là em đang kinh doanh tự do bên ngành mắt kính. Quê quán thì em ở Thái Bình, còn em sinh sống và làm việc tại Hậu Giang. Mua bán mắt kính hả? Không, em kinh doanh ngành mắt kính. Ngành mắt kính tức là mình mở cửa hàng riêng hay sao? Tiệm mắt kính. Bên kia là quản lý nhân viên ở siêu thị, bên là chủ cửa hàng mắt kính. Hai người hợp tác nhau được đó. Em gái ơi, nó hơn khá tuổi chút xíu, em thấy được không em gái? Dạ thưa chú thì con không có quan trọng tuổi tác chú ơi. Mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của nhà gái nghe coi nè. Ưu điểm của con thì đầu tiên là dễ ăn dễ ngủ á chú, luôn có trách nhiệm với những cái công việc mà mình làm hoặc là mình phụ trách. Rồi ưu điểm cuối cùng là do con làm trong siêu thị á, thành ra mấy cái việc như là lựa rau nè, làm cá nè, mấy cái đó con làm được hết. Tháo vát quá trời. Nhà trai, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Ưu điểm của em là hiền lành dễ nói, gặp ai cũng nói chuyện được. Nhưng mà ở Thái Bình sao mà vô tới Hậu Giang lận? Dòng đời số đẩy. Cái này sâu hơi mạnh nha. Ở dưới thì em ở với ai? Hiện tại em ở một mình, vào đây một mình luôn. Mà sao không vào thành phố Hồ Chí Minh đi xuống thẳng Hậu Giang luôn? Em vào rất nhiều tỉnh rồi. Có nhà riêng ở dưới hay mình thuê? Cái đấy là em đi thuê tiệm, mở tiệm ở tại tiệm luôn. Lúc này mắt kính làm ăn khá không? Nói chung là mắt kính vẫn thua nhiều ngành nghề khác anh ạ. Không có thua đâu, lúc này người ta đến tiền anh nhiều quá, người ta bị mờ đó. Nghe thấy cũng nhiều, chắc làm ăn cũng khá ha. Không, mấy cái ngành nghề khác thì làm ăn tốt hơn, ổn hơn. Mà em chỉ mức đủ sống. Bây giờ lấy vợ, chuẩn bị gì lấy vợ chưa? Em thì chuẩn bị từ ba mấy năm rồi, chứ không phải đến bây giờ. À, đó. Nhà trai tôi lý lịch trích ngang là vậy đó, nhà gái thấy sao? Nói chung thì có chí thì nên thôi. Bây giờ mình hỏi về tình trường đi. Em gái có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có 3 mối tình rồi chị, dài nhất là 1 năm. Vì sao chia tay? 3 mối tình em chia tay đều là yêu xa á chị. Rồi bây giờ người Tây Ninh còn người Hậu Giang. Thật ra ngược nhau luôn em. Thật ra thì em mới từ Hậu Giang về Tây Ninh sống luôn á chị. Em mới từ Hậu Giang về Tây Ninh sống luôn á chị. Trời ơi. Em về Tây Ninh hồi đầu tháng 6. Em ở với Hậu Giang 3 năm. Sao chém ngoan quá vậy? Mấy bạn giống như chơi rượt bắt nhau vậy đó. Dạ chào chàng trai. Chào chị ạ. Bên kia người ta yêu xa nên người ta chia tay đó. Mình tính sao mình có dọn qua Tây Ninh không? Tại vì tiệm em nằm một chỗ để dọn cũng hay mình hơi kéo khó. Người ta về. Chắc kéo người ta về. Tại ngày xưa người ta cũng ở Hậu Giang mà. Vâng. Bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình chính thức thì 4 mối tình, toàn cấp 2, cấp 3. Chia tay do tính em nhút nhát quá. Nhút nhát quá. Còn mối tình thứ 3 thì mới cách đây tầm 6 năm, tại vì cô đấy cũng quen mình nhưng không biết là mình là người thứ 3 lúc nào. Đoạn trường còn quá. Người thứ tư thì do cô ấy kém với chênh lệch tuổi quá nhiều, ngày nào cũng cãi nhau, ngày nào cũng chia tay, nói chung là mình đã kém tới 8 tuổi rồi nữa. Không, kia kém đến 14-15 tuổi rồi. Ô là con rất là trẻ luôn. 25 tuổi hả? Là sinh năm mấy ta? Dạ con sinh năm 97 á chú. 97 hả? Dạ. Ba mối tình chắc có kinh nghiệm yêu đương nhiều lắm nè ha. Hay gì chứ, đâu có kinh nghiệm gì đâu chú. Bây giờ mình muốn tìm một nửa mảnh ghép của mình như thế nào? Ngoại hình thì con thích bạn nam cao hơn con. Cao hơn? Cao. Tại vì con có 1m52 à. Bạn kia 1m53. Bạn kia 1m53. Dạ. Nói là chứ cao hơn cũng khóc á. Dạ, rồi con cũng thích bạn nam hơi mập mập một chút. Nó cũng hơi mập chút à. Gần mập thôi. Dạ. Mập cỡ chú được không con? Dạ, được, cũng được cái chú. Hôm nay lên 8-9kg nữa. Hôm nay lên 8-9kg nữa. Gì nữa? Bạn nam thì không cần trắng đâu, cũng không cần đẹp trai lắm. Nó cũng không trắng mấy, yên tâm. Con thích bạn nam về tính cách thì con thích bạn nam vui vẻ, dễ gần. Bạn này có đó. Bạn nam không hút thuốc, nhưng mà đi nhậu thì được chút. Sao, có hút thuốc không? Không. Chưa từng hút thuốc. Có nhậu không? Cái đấy thì người ta mời thì công việc thì... Đó, được. Gì khó hơn đi. Không có tính gia trưởng á chú. Bạn nó hiền mà. Có
có mẫu hình lý tưởng nào không? Con muốn giống ba con. Ba con luôn dành những điều tốt nhất cho con. Coi như dạ. Là bạn trai con phải chăm sóc con như là ba con chăm sóc con vậy đúng không? Rồi, đại khái nó vậy đi. Con gái mà, lúc nào cũng muốn được nhỏ bé trong vòng tay của người mình yêu. Được không em trai? Ok ạ. Ok ạ. Chăm sóc như một người cha chăm sóc cho con đấy, không được, được không? Không được. Vợ chồng chứ làm sao mà cha con được. Không, tức là yêu thương, yêu thương yêu thương trọn đời luôn á, là không bao giờ gọi là không bao giờ làm tổn thương, làm tổn thương hơn con gái của mình. Em chưa bao giờ làm tổn thương con gái. Những người ta toàn tự chia tay, em chưa làm tổn thương người nào hết. Rồi, mẫu hình lý tưởng của em là gì? Mẫu hình lý tưởng của em là chị. Mẫu hình lý tưởng của em là chị. Mẫu hình lý tưởng của em là chị. Hả? Nói lên nói chị cho vui thôi, chứ còn thực sự thì em mẫu hình lý tưởng thì không cần thiết nhờ. Chỉ người cô gái nào hiền lành, dễ tính, lo cho gia đình là được. Bên đây á, thật ra nè, gương mặt cũng rất là xinh nha. Cười tươi như chị Ngọc Lan luôn á. Vậy cái điều gì mà em không thích ở phụ nữ? Nói nhiều quá, nói nhiều là em đau đầu quá. Phụ nữ nào cũng hay có nói là tại mình không làm đó, rồi mình ta nói thôi chứ gì. Nhưng mà chị nghĩ là em nên tập làm quen với những cái âm thanh sống động như vậy trong gia đình. Tại vì cái cô tình trước nói em chịu không nổi. Thật ra đó em phải quan điểm này nè. Giọng nói của người phụ nữ trong gia đình là âm thanh vàng đối với tất cả những người đàn ông. Phải quan điểm vậy thì đó là kim chỉ nam trong cuộc sống mà em. Người ta nói toàn đến 3-4 giờ sáng thì em còn kinh doanh không ngủ, thể ngủ được. Em phải suy nghĩ, không thể nào ngủ được. Vậy là em mệt rồi. Bây giờ em về em có chiêm nghiệm câu quanh nữa nha. Gần như tiếng càm ràm nó trở thành một sự yêu thương trong mỗi gia đình chúng ta rồi. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi, em trai đi với ai? Em đi với cháu em. Cháu gì mà bự dữ vậy? Cháu chào chú Quỳnh Linh và em chào chị Ngọc Lan. Thì cháu tên là Giang, cháu là cháu của chú Kim. Thì hôm nay đến đây để cổ vũ tinh thần cho chú Kim để chú sẽ tìm được một người vợ. Nói chung là khi mà nghe câu đầu tiên á, nói là cho phép cháu gọi là cô luôn nha, tại vì cháu đồng ý luôn rồi. Thì cái câu đầu tiên mà nhà gái nói là làm ở Bách Hóa Xanh á, thì cháu thấy ok rồi đó. Tại vì cháu cũng làm trong tập đoàn MWG Thế Giới Động á. Bách Hóa Xanh là một phần của Thế Giới Động. Thì những cô gái mà làm bên Bách Hóa Xanh á, thì rất là chăm chỉ, chịu khó. Cái ngoại hình của cô bên này thì cũng rất là xinh gái nữa. Tính cách lại hiền hòa, hoạt ngôn nữa, rồi vui vẻ, thì có thể bù qua cho chú của cháu. Chú của cháu thì khá là nhút nhát, nên là hai người có thể bù trừ cho nhau. Đó, chú Kim ơi, cháu có một lần nhắn gửi, nhớ giữ nha, bấm nút liền tay luôn nha chú ha. Hôm nay gia đình chú Kim đi đông không? Gồm có cháu và anh chị em bạn bè kế bên này với lại ở bên kia nữa. Cổ vũ nhiệt tình luôn ạ. Trời ơi, quá trời đông. Chú Kim có tật xấu gì không cháu? Chú Kim có tật xấu rất là, hồi nãy chú có nhắc là chú cực kỳ nhát gái luôn, cầm tay cũng không dám. Vậy mà chú năm mối tình nặng á? Cháu cũng không biết là năm mối tình nào nữa, không biết được bao lâu. Chú thì rất là dễ thương và chịu khó. Từ nhỏ là chú đã bươn trải một mình rồi, tự tay gây dựng lên sự nghiệp. Chú nói là đủ ăn thôi, nhưng mà cháu nghĩ là chú có thể lo cho gia đình rồi xây dựng cái tương lai vững chắc đấy. Bây giờ có thể gọi là chú Kim là ông chủ đó. Hay quá. Rồi, cảm ơn cháu. Nhà gái đi với ai cơ? Dạ, hôm nay em tới đây với em gái ruột của em, với lại là hai người bạn đại học á. Dạ, em chào chú Huyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào anh. Dạ, em là Thúy, là em của chị Diễm. Nãy giờ ngồi bên đây thì thấy anh bên đây rất là hiền, dễ thương. Anh ơi, chị em bên ngoài thì mạnh mẽ vậy thôi, chứ thật ra thì chị em rất là yếu đuối. Không biết là anh có thể che chở cho chị em được không? Trả lời liền. Bao giờ che chở được, mình làm trụ cột gia đình. Rồi ví dụ như là chị em thì muốn định cư ở Tây Ninh luôn á, thì không biết là anh sẽ như thế nào ạ? Dù định cư đấy, tại vì cửa hàng anh một giờ đi một tỉnh khác thì nó rất mất thời gian. Ở đấy có điểm đẹp thì anh sẽ dự định về đấy. Em hy vọng là chị và anh thì có thể là tiến xa hơn. Cảm ơn em. Thật ra cái này là chuyện lập nghiệp á, nên cái chuyện dời đi ở đâu nó không quan trọng. Quan trọng là mình có yêu người đó hay không. Chỗ nào có nhiều tiền mình ở đó, chỗ nào phát triển kinh tế tốt mình ở đó thôi. Và chỗ nào có tình yêu là có sự thành công. Đúng rồi. Đơn giản vậy thôi. Rồi, mở rào. Chương trình anh chưa chuẩn bị nhiều nên tặng anh món quà. Cảm ơn em. Bao nhiêu tờ? Đây là tờ 50.000, em đặt bao nhiêu cái tờ? Cái này là em muốn 50 tờ, tượng trưng cho
em gắn liền với bạn ấy 50 năm. Trời ơi, hợp lý nha. Em cũng có món quà muốn tặng anh. Ở trong này là một cái móc khóa có hình con gấu. Anh mang theo nó và coi như là những cái em. Cảm ơn em. Ký mở con gấu màu hồng ra cho mọi người xem. À, em cũng có một con nữa. Con của em màu nâu. Cặp à? Dạ. Thật hợp lý quá. Dạ. Các bạn cảm nhận về lần đầu tiên gặp mặt đi thế nào? À, em thấy gặp bạn gái là khá dễ thương. Đây là người lý tưởng của em. Em thì cũng rất là ấn tượng với anh. Tại vì nhìn anh thì trẻ hơn so với tuổi. Hồi nãy lúc mà nghe giới thiệu tuổi thì em cũng bên này cũng nghĩa lớn là trưởng thành. Nhìn lại thì cũng còn trẻ lắm anh. Dạ. Cảm ơn em. Nói chung mấy người lớn lớn tuổi người ta cũng trẻ hơn với tuổi nhiều lắm á con. Chú cũng vậy, chú cũng trẻ hơn tuổi nhiều. Chú cũng trẻ hơn tuổi nhiều. Chú là lúc nào cũng trẻ mà chú. Ui, cảm ơn con. Mát lòng mát dạ, chú chủ yếu nói nhiêu đó để người ta nói lại thôi. Bây giờ mình nói chuyện hẹn hò đi. Anh cho em hỏi là anh ở ngay thành phố Ngã Bảy không? Anh ở thị trấn Kinh Cùng. Hồi trước em làm ở Bách Hóa Xanh, thị trấn Kinh Cùng á. Anh mua hàng hóa trong đấy rất nhiều. Dạ, không biết là anh có gặp em không ha? Cái đây anh... Chắc là gặp rồi đó. Anh có câu hỏi nào hỏi em không? Thì gặp em anh thấy... Anh không phải hỏi nhiều nữa, tại vì anh thấy em quá hợp lý rồi. Anh không muốn hỏi gì thêm nữa. Vậy mà kêu nhát gái. Trời ơi, ăn nói vậy mà kêu nhát gái. Bước tới chủ động nắm tay cô gái đó. Đó, tới lúc nhát rồi nè. Đó. Anh mời em đứng lên nè. Dạ. Anh mời em đứng lên nè. Nắm tay, nắm tay. Nắm hai tay luôn. Nhìn thẳng vô mắt cô ấy. Coi coi cận mấy độ. Coi coi mắt nó có chinh miếng nào không. Có thay đổi gì không? Không, bạn này ok rồi em không. Nhìn thẳng vô mới biết chứ chưa. Dạ. Mắt đẹp không? Rồi, khá đẹp ạ. Coi kỹ chưa? Dạ, coi kỹ rồi ạ. Hát tặng cô ấy một bài đi. Dạ. Anh đến quê em một chiều nắng ngâm. Khúc hát quê hương du dài theo sóng. Thái Bình ơi Thái Bình, ai đặt tên cho đất Thái Bình từ bao giờ mà trong nắng trong mưa lúa vẫn lên xanh tốt. Thái Bình ơi sao mà yêu đến thế. Một em gái rất là hiền hậu, một chàng trai rất là bản lĩnh, một người ở Hậu Giang, một người ở Tây Ninh, nó khá xa nhưng khi yêu nhau chắc chắn nó sẽ gần. Sau 3 tiếng đếm chúng ta suy nghĩ và bấm cái nút đó là xong. Bấm hết rồi. Cô gái bên đây cũng bấm luôn rồi, chưa kịp đếm. Vậy thì hai người nắm tay nhau luôn đi. Chúc mừng các bạn. Nào hãy đan tay vào với nhau. Đó, thấy chưa? Được không? Được. Ba mẹ em gái đang theo dõi câu chuyện này. Mình xin chào hai bác, mình cảm ơn hai bác gì đó. Mình xin chào hai em bác. Cho hai tụi con quen nhau, mình hứa sẽ chăm sóc các bạn thay cho cha của bạn ấy suốt cuộc đời này. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Em mà nói gì cái em mà không đúng cái em buồn. Buồn cái em khóc. Cũng buồn khóc. Một mình không ai biết. Cũng cà phê thì cũng các kiểu anh. Kiểu gì? Cà phê chòi có không? Không, cà phê chòi thì em đi ngang em ghé chòi em nghỉ mệt thế thì có. Ở hai mối tình mà người ta yêu em không à. Trời ơi trời, sao lạnh lùng vậy? Dạ, em có một đời chồng đã ly dị này được 2 năm. Người mà vẫn như chung trong chung gói với mình á thì ghen quá thì mình cảm thấy là nó có sự ngọt ngào. Mời nhà trai. Mời đi em. Xin mời nhà gái. Chào cô gái. Mời cô gái ngồi. Dạ, bên nhà gái xin được phép giới thiệu trước ạ. Rồi, xin mời. Dạ, em tên Nguyễn Thị Thanh Nga. Năm nay em được 43 tuổi. Em làm dài thể thao. Nga là ở đâu Nga? Dạ, em ở Biên Hòa, Đồng Nai anh. À, rồi, mời em trai. Em tài xế xe. Em tên là gì? Em tên Lê Quang Lê. Hôm nay 44 tuổi. Em ở đường tỉnh Lộ 10 đó em. Đồng Nai với tỉnh Lộ 10 cách nhau chừng vài chục. Đồng Nai thì em đi ngang hoài. Đi hoài đúng không? Em có lái xe bỏ giày chưa? Có, em giao mấy cái cối mà đế giày, mấy cái cối đế đó. Ủa vậy đó hả? Vậy là được à, có đôi khi là giao lấy giày bên đó rồi mà chưa biết á. Rồi bây giờ chúng ta đến với phần ưu điểm và khuyết điểm đi, xin mời nhà gái.
Dạ, cái ưu điểm của em á thì vui vẻ, hòa đồng. Còn cái khuyết điểm của em á thì ai mà nói gì tới em mà không đúng, cái em buồn. Buồn cái em khóc. Buồn khóc rồi chứ mình không làm gì người ta hết. Không làm gì hết, chỉ buồn khóc hả? Thôi. Giống anh. Buồn giống Lây hả? Cũng buồn khóc. Một mình không ai biết. Vậy là em với anh giống nhau cái chỗ đó rồi đó. Về vui cái là hai đứa mạnh ai nấy khóc, không ai nói dài nữa mới vui á. Cái gì? Em trai, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Nấu rồi cũng được anh. Ngon không? Cũng ngon mà. Cũng ngon hả? Là khuyết điểm là gì Lây? Ít nói. Ít nói. Gì nữa? Hay buồn vậy thôi, còn cái là đi cà phê. Cà phê mà làm gì khuyết điểm? Tội nghiệp quá là đây. Cũng cà phê thì cũng các kiểu anh. Kiểu gì? Cà phê thôi chứ. Em muốn cà phê kiểu gì em nói cho nghe coi. Có nhiều kiểu cà phê lắm. Cà phê ba rồi như mình đi cà phê vậy đó. Cà phê tròi có không? Không, cà phê tròi thì em đi ngang, em ghé tròi em nghỉ mệt thế thì có. Nghỉ mình hay nghỉ ai? Không đâu, em đi mình nên, như em đi là đi lên công việc đi làm á. Đi mình nên vô tròi làm gì? Không anh ơi, tròi. Em hỏi có cà phê ôm không anh? Có cà phê ôm không anh? Không, tại nào giờ anh không có cà phê, anh không có biết cà phê ôm em ơi, anh biết cà phê bình thường à. Hồi nãy mới nói tao uống cà phê các kiểu. Có đi cà phê giỏng không? À, cà phê giỏng thì có. Có thì chưa? Nhưng mà em nằm ở anh thôi. Sao mà em biết em nằm ở anh? Không, không. Cà phê trọi đâu nhiều, chỉ anh coi. Cà phê trọi. Cà phê trọi thì đâu? Cũng là ở đó luôn thôi. Ở Đồng Nai nhiều lắm. Nữa? Nữa. Có chuyện của mình đừng làm, có làm đi hỏi người ta địa chỉ. Tôi dám được, tôi biết nhiều chỗ lắm. Tôi dám được, tôi biết nhiều chỗ lắm. Trời. Tôi đi hoài à? Tôi đi hoài à? Bữa nào mình đi uống cà phê tròi bữa nha. Bữa nào tôi dám không đi, tôi không đi. Anh hiền khô à? À. Nó đâu có gì đâu, nó buồn buồn đi uống cà phê tròi, phải giỡn chơi vui thôi, có gì đâu. Cứ tấn công tao hoài. Ừ. Tại mệt, mệt em vô đó em nghỉ mệt thôi chứ. Nào giờ mấy mối tình rồi? Ở hai mối tình mà tay yêu em không à? Trời ơi trời, sao lạnh lùng vậy? Không phải là người ta yêu mình mà mình không yêu lại. Yêu chứ mà cái là em không có chủ động á. Ví dụ người ta nói anh ơi giờ em thích anh quá rồi sao? Thì đây em cũng nói thì có xem xét kỹ chưa mà thích. Như anh là một người tài xế xe vậy đó. Và anh cũng chưa có đến hoặc là một cái tấm lòng thương ai hết. Thì em thương thì như cũng tìm hiểu nhưng mà rồi người đó chủ động hoặc là điện thoại hẹn hò như thôi. Vậy nữa hả? Em còn cái tình cảm của em là không có đâu. Rồi để tôi gọi coi nhà gái, tôi coi mắt nhà gái coi làm sao. À, chào em gái. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có một đời chồng à. Đã ly dị này được 2 năm. Lúc đó thì em với ông xã em thì ảnh dạng như là không có quan tâm tới em, mẹ con em. Cho nên là cảm thấy thì không hợp nữa thì tụi em chia tay. Con em là con trai hay con gái? Dạ con trai. Dạ ở với ai? Dạ ở với em. Ở với em luôn? Dạ. Rồi em đi làm ai giữ bé? À, bé đi học anh, ở nhà với bà ngoại. Mấy tuổi rồi? Dạ nay bé được 10 tuổi. 10 tuổi? Dạ. À, Lây nghe cô bên đây có gia đình rồi thì em nghĩ sao? Một khi em không lên đây, em nên lên đây em cũng chấp nhận người đó. Vậy thì bây giờ anh nói luôn là cái tiêu chí của anh để chọn bạn gái nó là cái gì? Tính tình sao? Tính tình thì tình người. Người đó. Như tỷ mình nhìn thấy người già kia nọ mình cũng thương, mình đừng có lấn lướt. Hoặc là mình đi trên đường cũng vậy, mình chạy chiếc xe mình gặp người già mình cho qua trước đi. Mình từ từ mình qua. Cái đó là mình cảm kích với người lớn. Thứ nhất, cái thứ hai nữa thì nói chuyện đâu qua đó rõ ràng. Không để ấp ấp mở mở trong lòng. Đây là một chàng trai rất là hiền lành, chất phác, thật thà, lo làm ăn. Đó. Còn em muốn tìm một người chồng tương lai thế nào? Nói chung là em thì cũng muốn một người có tương lai, một người mà để gọi là tâm đầu ý hợp thì thứ nhất là người đó cũng thiệt tình và đồng thời phải đồng cảm với em. Cái thứ nhất, thứ hai nó đừng có ghen quá. Người mà dạng như chung chân chung gói với mình thì ghen quá thì mình cảm thấy là nó cái sự ngột ngạt. Dạ. Có ghen không Lây? Thương với nhau, mình phải tin tưởng lẫn nhau. Còn không thương thì thôi. Rồi. Lây đi với ai vậy? Em đi anh anh. Mình anh thôi. Còn em gái Nga đi với ai? Dạ em đi với em họ của em. Em họ? Dạ. Rồi chào em họ của Nga. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Em nói chung là nãy giờ em thấy anh Lây á thì có cái nói chung là hiền, thật thà và giống như là nói năng cũng điềm đạm lắm. Như vậy thôi.
có hợp với chị em không? Là em cảm nhận em chắc không hợp. Em cảm nhận em chắc không hợp. Anh thì hiền quá. Còn chị thì hơi chị lanh. Thì em thì lanh, lanh hơn anh. Bù trừ cho nhau được mà. Rồi. Cảm ơn bạn. Bây giờ thì chúng ta cho hai bên gặp nhau đi nhờ. Rồi. Mở rào. Hả? Đây là phần của em đó. Vô anh. Và anh gửi cho em kỷ niệm. Dạ anh cảm ơn anh. Em cũng có món quà để gửi cho anh. Đây là một bức thư và một cái hộp kẹo. Rồi anh cảm ơn em rất nhiều. Em mở ra coi. Kẹo. Hả? Kẹo. Cái đó là kẹo cái... hả? Kẹo ngon quá anh. Nhớ hồi chi anh còn. Trời ơi xin ăn nữa. Này gì đây? Trời gì quá đẹp quá vậy. Thư tình cuối mùa thu đó. Chào anh. Ngoài kia rất nhiều người, nhưng chúng ta gặp nhau ở đây cũng là một cái duyên. Em hy vọng chúng ta sẽ suy nghĩ kỹ và chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội. Anh nhé. Được không? Ở đây làm kỷ niệm. Nằm ở trong tim của mình ngay từ đầu đi nha Lây nha. Em quay qua đây nói chuyện với lại Nga đi. Nó lớn lên sao cho Nga nghe nè. Em chào anh. Anh lần đầu tiên anh gặp em anh thấy sao? Dễ thương. Thì cái thì em còn em nhìn thấy anh có đúng đối tượng của em không? Bây giờ nếu mà nó đúng đối tượng hay không đúng đối tượng á thì để tìm hiểu thêm và mới biết được nó có đúng hay không. Chứ bây giờ mới gặp nhau cái mình đâu có thể nào đánh giá bên ngoài được, đúng không anh? Thì nếu mà cảm thấy được á thì bao lâu anh cưới? À cưới xong rồi tiền ai giữ anh? Đó. Vô luôn. À, gia đình anh mà bao nhiêu anh có hai anh em à? Bây giờ từ từ để từ từ em trai tôi đang rung trả lời từng câu ha. Cái tình cảm thì không biết là em dành cho anh như thế nào. Cái phần đó thì để tìm hiểu sau. Đúng rồi. Nhưng mà anh thương em thì anh chấp nhận anh cũng thương con em. Đó. Cái điều kiện đó là anh làm được. Thí dụ anh thương em chừng nào anh cưới luôn, hỏi luôn rồi đó. Mình có thể qua năm sau, một năm mình cưới. Sau một năm mình cưới được không? Dạ. Rồi chẳng hạn như cưới rồi về ở đâu anh? Anh thì anh ở cậu hồi nhỏ tới lớn, thì bây giờ cậu cũng là lớn rồi, cũng lớn tuổi rồi. Sau khi về bên nhà, bên Cần Thơ quê ngoại sống là bây giờ ở đó thì không ai ở. Khi ông mất rồi cũng không ai ở. Khi về đó anh ở. Cần Thơ là ở đâu? Nó thuộc về huyện Phong Điền anh. Huyện Phong Điền sát thành phố Cần Thơ luôn. Đó giờ á quê em thì sinh sống là tại ở Biên Hòa Đồng Nai. Thì công việc của em đó cũng đang ở Đồng Nai. Nếu như mà thật sự em mà đi theo anh về bên đó thì thứ nhất là phải có công việc. Chứ một mình anh làm mà nuôi thì hai mẹ con thì cũng hơi bị khó khăn. Thì cái đó em cũng nói trước. Ở Đồng Nai lại mà ở với ai, nhà của ai? Dạ nhà đó là nhà của em. Thí dụ bây giờ Lây về ở Đồng Nai với em rồi Lây lái xe rồi hỗ trợ em thì có được không? Dạ cũng được anh. Đó, mình mở ra thêm một cái cửa nữa. Đúng không? Thậm chí là hai đứa mà yêu thương nhau á, mình sẽ phát huy cách là gom tiền mua cái xe rồi chạy dịch vụ nữa. Đúng rồi. Cái ước nguyện của em nó điều đó thôi. Điều đó thôi đúng không? Đơn giản. Em làm thì như là có của thì vợ nắm. Vậy thôi. Có của vợ thì nắm. Bây giờ em giao hết mà. Đó. Bởi vì em mới cần thương em sự thật. Em không có tính toán hoặc là con cái hay là vấn đề gì do mẹ thôi. Cứ chạy về 15 triệu đưa vợ hết. Đúng không? Chia lợi ích đúng không? Lấy lợi ích xấu xấu. Lấy lợi ích đi cà phê rồi. Thấy tội nghiệp không? Nhưng mà lấy vợ có đi cà phê đèn màu không? Có đi, chở vợ đi theo. Chở vợ theo. Thật tình lắm á. Hiền thiệt luôn á nha. Hiền thiệt chứ không phải là hiền, hiền giả. Không phải là diễn đâu nha. Đúng rồi, em thấy hiền. Bây giờ này nè, em tiến tới, em lại nắm tay Nga coi. Anh cho anh xin nắm tay nha. Đứng kéo Nga đứng lên. Trời ơi, mùa hôi không kìa. Rung quá, mùa Nga mùa hôi luôn. Rung lắm á. Rồi, bây giờ là, nè, người ta là còn trong trắng luôn á nha, chưa có người yêu. Có lẽ đây mà yêu được là yêu tới cùng luôn á. Chưa nắm hai cái tay để đây coi. Đi không lẽ tôi đi theo hai người này luôn. Em nhìn vô mắt Nga coi. Nhìn thẳng thẳng sâu vô mắt Nga coi. Em hát thử bài gì đó cho nó. Cứ ngỡ đời tôi đã hết thật coi, bởi vì số phận tôi gặp không may,
Tương lai mong ước trong đời xuôi thay sụp đổ tới bời, ôi gã rời thẳng sáng trời. Hay quá. Như từ đâu xuất hiện một người mang cho ta ánh sáng cuộc đời, ta hạnh phúc bên người. Đó, thấy chưa? Hay quá. Hát ngọt ngào tình cảm. Em hát tặng lời bài cho anh đi. Nói chung là em không có thuộc anh Quyền Linh ơi, cho nên là em chỉ có nói thôi chứ. Rồi, nói gì nói dành đi. Thì nói chung là anh thấy anh á thì hát rất là hay, hiền. Thì thì vấn đề nãy em cũng trao đổi anh gì đó thì cứ từ từ mình tìm hiểu. Là tìm hiểu là mình tìm hiểu như thế nào em nói. Đúng đúng. Anh rảnh cái thời gian nào? Anh tìm chừng nào mới hiểu. Anh thì nếu mà anh rảnh thì bữa chủ nhật. Còn anh chỉ muốn nói với em á, thì anh thương em sự thật. Mình đừng có hai điều mình đừng nên bỏ lỡ. Một, chuyến xe cuối cùng. Hai là người thương mình thật lòng. Anh mong em đừng bỏ lỡ. Anh mong em đừng bỏ lỡ. Hay quá, thấy chưa? Anh nói nhỏ mà cái câu cuối hay hơi ghê không? Bấm là phải có trách nhiệm với cái nút bấm của mình. Phải tạo mọi điều kiện để tìm hiểu với nhau. Hai anh chị sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi. Em gái không bấm. Em còn băn khoăn điều gì? Nói chung là em thấy anh này á, thì cũng hiền. Và nói chung chắc không phù hợp với em. Thật ra cuộc đời để kiếm cái người mà phù hợp với mình nó khó lắm. Dạ. Có thể chúng ta tự tạo cho mình cái cơ hội để mình phù hợp với nhau, hay là chúng ta có thể thương những cái gì mà nó chưa hợp với mình. Cái điều đó hay nha, có những người không hợp nhau nhưng họ sống với nhau cả đời luôn. Bởi vì họ hỗ trợ cho nhau, xa nhau thì họ thiếu cái gì đó. Còn hai hợp với nhau á, là hai người cùng cá tính với nhau, nó dễ chọi với nhau lắm. Thôi, duyên số mình không có rồi. Em trai nha. Em ít có cô gái lắm. Thì ra em nhút nhát. Em này thì nói không hợp thì em cũng chấp nhận. Không sao đâu em. Rồi sẽ có rất nhiều người trên truyền hình hợp với em. Có rất nhiều người trên truyền hình sẽ hợp với em gái bên kia. Vấn đề là người ta có duyên mà không có nợ thôi. Thùy. Dạ là graphic design á chú. Là cái gì? Dạ là thiết kế. À thiết kế hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, tôi đúng là tiếng Anh nó giỏi quá là tôi không hiểu luôn. Em làm việc ở đâu cơ? Dạ em làm việc bên quận 7 á. Là thiết kế đồ họa đúng không Thùy? Dạ đúng rồi ạ. Ừ. Nhà mình ở đâu? Dạ nhà em thì quê em ở Đà Lạt. Bảo Lộc Đà Lạt á chị. Rồi ở đây mình sống với ai? Dạ hiện tại thì em đang ở một mình. À là em ở trọ hả? Dạ đúng rồi em ở trọ một mình. Rồi bạn Thùy sinh năm 95. Đang về Châu đúng không? Dạ. Vệ Châu đến từ đâu Vệ Châu? Dạ em gốc từ Sài Gòn. Ủa sao tên Vệ Châu? Dạ con hỏi Giang tặng con người qua. Gốc qua. Giang. Giang. Tên họ đầy đủ là gì? Giang Vệ Châu. Giang Vệ Châu. Dạ. Nhiêu tuổi? Dạ 26. À trẻ quá hả? Tên lạ ha. Giang Vệ Châu làm công việc gì? Dạ hiện tại con làm nhân viên văn phòng á chú. À nhà Châu ở đâu? Dạ nhà con ở dưới Bình Chánh. Bình Chánh. Châu đang ở với ai? Dạ con ở với ông bà ngoại. Ông bà ngoại hả? Dạ. Còn ba mẹ? Dạ ba mẹ con, mẹ con thì là công tác bên Đài Loan á. Còn ba con thì bỏ con từ nhỏ. Con có mấy anh em? Dạ con có một đứa em trai còn đi học. Ở chung bà ngoại luôn? Dạ. Ông bà ngoại nhiêu rồi Châu? Dạ ông ngoại con thì con 70 mấy tuổi. Ồ trời ơi. Vậy là tụi con đi làm về là phải lo cho ông bà ngoại nha. Dạ. Lớn tuổi rồi. Đó, gia đình nhà trai tôi ở Bình Chánh. Nhà gái nghe rồi ạ. Nghe chưa? Nghe thấy thương quá ạ. Ừ. Ở bà ngoại đó. Ừ. Nay phải có rảnh mời bà ngoại tới đây cũng hay hả? Nhưng chắc lớn tuổi ngoài ngoại khó đi đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi, nhà gái ưu điểm khuyết điểm gì? À, dạ, em nói về khuyết điểm trước đúng không ạ? Được ạ. Dạ, khuyết điểm của em thì nhiều lắm. Hơi bướng, lì á chị. Bướng hay lì? Dạ cả hai. Vừa bướng vừa lì hả? Mệt mỏi quá. Dạ. Có nghĩa là thường thì em sẽ nghe lời người khác khuyên, nhưng mà nghe theo kiểu là em sẽ không, người khác khuyên em là không được làm đi, thì thay vì là em sẽ nghe theo em không làm thì là
khi nào mà em làm em thấy nó sai thì em mới không làm nữa. Cố chấp, cái này là cố chấp. Khi nào mình thấy sai mình mới ngưng đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, cái, thật ra cái này á cũng không trách, có là cái cá tính thôi. Nhưng mà rất nhiều người sai lầm, mình làm đã đời người ta khuyên không nghe. Khi nào cuối cùng mình thất bại mình mới biết là người ta nói đúng. Không, mà chính ra những người như bạn này thì kinh nghiệm sống rất nhiều nè. Là tại vì trải qua thất bại, trải qua cái mà cái lời ngăn cản của người khác rồi thì mình sẽ có rất là nhiều cái kinh nghiệm xương máu cho bản thân mình. Đúng rồi. Tôi con bác cũng dạ, 92 tuổi á, bác cũng trải qua nhiều kinh nghiệm, bác hiện nay bác rất nhiều kinh nghiệm luôn, nhưng khi nhận ra tất cả đều sai lầm là bác 92 rồi. Bác 92 rồi đó. Thì cho nên bây giờ cái lớp trẻ là các bạn sẽ biết cân đo đong đếm khi nào mình cảm thấy là kinh nghiệm của mình khi nào nó đủ rồi là mình dồn hết tất cả những cái kinh nghiệm đó để là mình bắt đầu một cái gì đó nó mới mẻ, đúng không? Đời cho phép sai lầm nhưng đừng sai lầm nhiều quá. Cả đời sai lầm là mệt lắm nha. Mình sai tới đây được rồi em ha. Ừ, đúng rồi. Rồi ưu điểm của mình là gì? Dạ em cũng hòa đồng với mọi người lắm. Cũng dễ tiếp xúc với mọi người. Nói chung là vào một môi trường mới thì em dễ để hòa nhập. Thì với lại em cũng chịu khó học hỏi. Tôi cái này mâu thuẫn quá, tôi qua tôi gặp nhà gái cái kỳ lạ. Sao mâu thuẫn chỗ nào? Mâu thuẫn như nè. Dạ em chào. Chào em gái. Vừa bướng vừa lì mà lại em hay nghe lời người ta rồi hòa đồng với mọi người, rồi dễ hòa nhập. Hòa đồng chơi vui vẻ thôi, vui chứ vậy? Còn mà nhiều khi trong một vài cái quyết định á thì bạn này lại có cái cá tính nó mạnh quá. Mâu thuẫn lắm, thật ra nếu người hòa đồng thì ít bướng ít lì lắm. Dạ, thật ra là công việc thì em cũng hơi khó tính mà cũng hơi khó, nói chung là khó tiếp thu một tí xíu. Đúng đó. Thì nếu mà khó tiếp thu, bướng lì thì thật ra là nó cũng là một cái để cái người khác ta ít có chơi lắm á. Dạ. Đúng không? Thì đó cũng là một khuyết điểm. Dạ đúng rồi. Thì hai cái đang mâu thuẫn với nhau. Thì nếu mà về công việc, còn về chuyện ở ngoài chơi với bạn bè rồi này kia thì em rất là hòa đồng. Chơi ở ngoài hòa đồng nhưng công việc không hòa đồng đúng không? Dạ. Ở ngoài thì hòa đồng, còn ở trong thì không. Ở trong thì chọn lọc một chút. Được không? Thật ra nha, đổi đi, chú thấy ở trong hòa đồng chút xíu. Tại vì cơ quan của mình làm việc, nơi mình làm việc mà mình không hòa đồng với người ta, khó ăn khó ở lắm á. Không, tôi tin là bạn này là tới một cái tuổi là bạn này sẽ chắc chắn là sẽ đúc kết ra được cái con đường của mình đi là như thế nào. Cá tính là tốt, cá tính là tốt. Thật ra chúng ta có cá tính thì chúng ta mới gọi là thành công đó. Nếu mình không có tính cũng khó thành công lắm. Nhưng mà cá tính cũng vừa vừa thôi, đừng có bướng quá, đừng lì quá. Thì theo chú nghĩ như vậy mà. Không biết con thấy sao? Dạ đúng, con thấy đúng. Nha. Dạ. Mình gọi là hòa đồng thêm chút xíu nữa, trong cơ quan chút xíu nữa. Nha. Chứ hai tính cách hai bên nó khác nhau là cũng khó lắm á. Trong tình yêu thì sao? Có bướng, có lì, có gọi này kia không? Dạ, trong tình yêu thì con cũng ít khi nào yêu ai lắm chú. Ít khi nào yêu ai lắm hả? Tức là ít khi nào yêu ai lắm. Giống như đi mấy mối tình rồi? Dạ, 2-3 người. Hai ba người mà nó ít cũng khá lắm rồi đó. Mối tình dài nhất là bao lâu? Dạ, mối tình nào cũng 2 năm hết. Wow, dài đó. Vậy là không ít đâu nha. Dạ. Và 2-3 mối tình là cũng 6 năm, có kinh nghiệm rồi đó. Dạ, cũng nhiều. Nhưng mà sao do mình bướng lì nên chia tay? Dạ đúng rồi. Hả? Dạ, do một phần là do con cũng lì, với lại tính con cũng hơi khó chịu nên là... Giờ rút kinh nghiệm chưa? Kinh nghiệm bao nhiêu đó là đủ rồi ha. Đủ để mình biết lúc nào mình nên bướng, lúc nào mình nên lì, đúng không? Rồi. Thật ra thể hiện cá tính thì nó cũng được. Tốt, nhưng mà nó phải biết chỗ. Đúng rồi. Đúng chỗ, đúng lúc là ok. Nhưng mà từ từ em, khi mà em có tuổi là em sẽ biết được những cái đó nè. Y vậy luôn á, bên đó đó, y chang luôn á. Rồi, hai chị em xuống sân khấu tâm sự nhau để rút kinh nghiệm nha. Giờ hai chị em ngồi đây nghe nhà trai trình bày nè. Mình có mấy mối tình rồi Châu? Dạ con có một mối tình. Có một hả? Dạ. Dài không? Dạ 4 năm rồi. 4 năm? Sao chia tay? Dạ cũng một phần là do bên gia đình của bạn nữ á. Là thời gian đầu thì có
có tán thành hai đứa qua nhau. Ừ. Sau này thì cũng có một chút hiểu lầm đó chứ. Nên là hai đứa, à, hai gia đình không cho quen nữa. Ừ. Hai đứa lớn không cho hai đứa nhỏ quen đúng không? Rồi hai đứa không thấy người lớn không cho là bỏ luôn. Không dạ, thuyết phục gì dân. Dạ tại bạn đó cũng có nói chuyện hẳn với em á, có với con á. À nói thẳng luôn. Dạ. Rồi ba mẹ không chịu thôi mình chia tay. Dạ. Trời ơi, tội nghiệp không? Mình có điểm mạnh điểm yếu gì mà xô hàng cho bạn gái em? Dạ, điểm mạnh con là con vô hay vui vẻ hòa đồng. À vui vẻ. Có bướng có lì không? Dạ không. À trong tình yêu có lãng mạn không? Dạ có chứ. Lãng mạn. Dạ. Có chăm sóc bạn gái không? Dạ có. Quan tâm này kia không? Có luôn. À điểm yếu là gì? Dạ điểm yếu con công việc cũng có hơi áp lực đó chú. Ừ. Nên là cũng hơi nóng tính. Nóng tính. Nóng lắm thì con làm gì? Thường thì con bỏ ra ngoài đi uống cà phê với bạn bè thôi. Ờ à, dạ. Vậy đi, thà tốn tiền mà đừng gây lộn. Cứ nóng lên thì bỏ uống cà phê hoặc đi nhậu đó, khỏi gây lộn ha. Thôi dạ. À, bây giờ con muốn tìm người yêu thế nào? Dạ muốn con tìm được một bạn gái hiểu chuyện. Hiểu chuyện. Dạ, biết suy nghĩ cho người khác. Ừ. Biết lo làm ăn. Chết cha, bên đây hơi bướng hơi lì đó. Dạ không sao đâu, chị ơi. Thôi tôi thấy bướng, nhà trai tôi là chưa có biết nghĩ cho người khác đâu đó. Nhà trai tôi mà có nóng tính thì cũng lép dế với nhà gái đó. Ê, bên đây cá tính lắm mà. Ừ. Bây giờ con nói chị Lan đi, bây giờ là chào em. Dạ, chào chị. Ừ, đó. Tại sao? Ngoài những cái mong muốn đó thì mình còn mong muốn gì nữa không ở người bạn gái? Cao hay ốm? Cao thì trên 1m50. Rồi. Còn mập ốm thì nó không quan trọng. Mình ốm quá rồi, giờ mình người lầy đầy chút đi. Ha. Cười dễ thương quá à. À nhìn khô à. Nhìn khô à. Bên kia. Bên kia cá dữ dằn lắm đó. Ừ, dữ dằn lắm á. Nóc nhà đó. Kia phải nóc nhà đâu, cái chóp nhà luôn. Ổn không? Ổn không? Dạ được. Bên này cá tính lắm á. Ừ. Rồi để chị qua đây chị hỏi. Sao giờ mong muốn mình có người yêu như thế nào nè? Dạ chị cần trai thẳng là được chị ơi. Thẳng băng. Dạ. Hả? Trai thẳng là được. Có thẳng không con? Dạ có chứ. Thẳng thiệt không? Có khi nào suy nghĩ công chút không? Dạ không chứ. Lúc này nghi ngờ. Không cũng nghi ngờ lắm nha. Tại vì gia đình cấm không cho quen cái rồi nghỉ luôn. Đôi khi đang thẳng tới đường cong quẹo. Có dễ bị lung lay không? Dạ không chị. Ừ. Rồi được rồi. Vậy thôi hả, chị cần thẳng rồi hả? À, dạ phân đi tí chị về tấu hài với em. Đây, bên đây vui à? Bên đây dễ thương mà. Bên đây dễ thương á. Dạ. Ừ. Rồi gì nữa? À, dạ vậy thôi. Tại vì nóng tính chứ mà về nhà lúc nào cũng nóng tính không thì cũng không vui. Thôi đi con ơi, bên đây nói nóng vậy thôi. Chứ bên đó nóng đi, bên đây lạnh ngắt. Tôi thấy bên đó là hiền khô à cô. Ừ. Cô về là cô vớt người ta liền á. Bên đây nóng lắm, cao lắm, nó nóng lắm, nó hỏi cái gì là xong rồi đó. Trời trời, tôi nôn cặp này mở rào và tôi thấy ai cặp này dễ thương quá. Ừ. Con đi với ai? Dạ không, tại con đi có một mình thôi. À vậy hả, rồi. Ông bà ngoại lớn tuổi lắm rồi. Dạ. Không? Rồi đi với ai? À, dạ, em đi với hai bạn của em. À, chào đại diện nhà gái. Dạ em xin chào chú Quyền Linh và chị ạ. Dạ em là đại diện nhà gái của chị Châu Thùy. Thì nói thiệt ra là muốn nói với bạn Nam là bạn đừng có lo sợ chị Thùy như vậy. Tại vì nói chung là chị Thùy nói vậy thôi chứ chị dễ thương lắm. Và chị không có kiểu mà khó khăn lắm đâu. Nói chung là dễ yêu dễ chiều. Còn nhà trai sao? Thấy nhà trai sao cưng? À, ok đó chị, nhưng mà chỉ sợ là bà dữ quá người ta sợ. Vậy mà mất, đừng lo lắng gì cả, nhưng chị vậy chứ chị dễ lắm. Câu này được, câu này được. Dạ. Câu này ai cũng thấy hết, đừng có làm sợ người ta thôi nha. Nói chung là bình thường thì cũng đáng yêu, dễ thương, rồi vui vẻ nữa. Chị có nóng lên thôi đúng không? Em chưa thấy chị nóng bao giờ nên nên kiểu cũng không có hoài nghi gì mấy. Tại chị với em là dễ thương lắm. Rồi ra tôi đại diện nhà gái chứ sau cái cặp này cái tôi muốn đi qua tôi bảo vệ cho nhà trai.
Mở rào. Ừ. Rồi bây giờ hai đứa gặp nhau nha. Trời ơi, tặng món quà y chủ nhân luôn. Sao tóc tài chút xíu à? Dạ, bị kêu. Tẩy qua đi vậy. Dạ nhiều lắm chị. Màu em, tại giờ hồi trước em lên rồi. Màu nhiều quá. Đến với chương trình anh, dạ. Con không có quà tặng em. À, em cảm ơn anh. À, em tặng cho anh cái cuốn sách à. Anh mở được không? Dạ, anh đứng. Hai đứa nó đứng cũng hợp lý ghê nha. Dễ thương quá à. Em mở ra cho khán giả xem. Tôi thích một mình nhưng ghét cô đơn. Rồi về ghế ngồi đi. Vệ. Có nhỏ em tên Châu Thoại Vệ mà lâu quá không gặp nó rồi. Quay lại Vệ. Ở lần đầu mà gặp anh em thấy thế nào? Dạ dễ thương. Có duyên. Công việc hiện tại của em là làm về gì thôi? Hiện tại công việc của em là làm về graphic design, là design cho mấy cái thumbnail ở trên YouTube đó. Công việc của anh là sao ạ? Công việc của anh thì anh chỉ làm việc trên máy tính là chủ yếu thôi. IT. Đúng rồi, IT. Dạ. Hai đứa ôm hai cái máy ngồi sát nhau làm việc suốt luôn cũng được, hợp lý. Hiện tại anh đang làm việc ở đâu ạ? Hiện tại anh làm việc ở quận 1 á. Nhà anh ở dưới Bình Chánh. Ủa, nhà anh dưới Bình Chánh xong đi làm việc ở quận 1 thì ngay chắc đi cũng sớm à. Bình Chánh nào, có nhiều Bình Chánh lắm. Dạ, nghe quốc lộ 50 á chú. À, cũng gần. Đi chút xíu tới thôi. Dạ. Bình Chánh mà Trung Sơn đó thì còn gần nữa. Nó nhiều Bình Chánh lắm ha. Dạ. Không sao, nghe Bình Chánh thôi chứ thật ra là nó gần lắm á. Nhà em có anh chị em gì không? Nhà em 5 người ạ. Dạ. Dạ, em con một. Em là Út. Dạ. Nhà anh thì sao ạ? Anh thì có một đứa em trai còn đi học nữa. Chạy lên đây ngung quá. Hỏi em có thể chăm sóc con bà ngoại được không? Công việc của em thường thì một tháng được nghỉ không đó? Thường thì một tuần em được nghỉ ngay chủ nhật. Cũng giống hết nè. Dạ. Nếu như được thì mình có thể tiến tới để cái sắp xếp được công việc á, gặp nhau gì hơn để tìm hiểu. Dạ. Dạ được. Hay mình hẹn nhau ở nhà đi, mình vừa chăm ông bà ngoại, mình vừa hẹn hò tìm hiểu cũng dễ hơn. Dạ, làm quá thì sợ bạn nữ sợ đấy. Nhà trai có hay đi chùa không? Dạ, thường một tháng đi lần đó. Tôi thông báo nhà trai là nhà gái là có một khoảng thời gian rất dài ở chùa đó. Em không biết nấu ăn luôn nha, không biết nấu ăn mặn. Không sao, anh biết nấu rồi. Vậy là em ăn chay không hả? Dạ, thường thì em ăn chay, nếu mà bắt buộc phải ăn mặn ở ngoài thì em vẫn ăn được. Dạ. Ủa, làm gì mở trong chùa 4 năm vậy? Dạ, lúc nhỏ thì thích đi. Dạ. Thì tới bây giờ vẫn thích, nhưng mà nó là cái cuộc sống của em thì nó sẽ nghiêng về cái chuyện thiền nhiều hơn. Dạ. Chủ này thiền được đó. Hai đứa về thiền đi. Mà em gốc ở Sài Gòn hả? Dạ không, gốc của em là người Bảo Lộc, Đà Lạt. Dạ. Em làm việc trên này. Dạ đúng rồi, em đi học với làm việc ở đây. Em ở đâu? Em đi học ở quận 1, đi làm ở quận 7. Thì em nhà phòng em ở quận 10. Thì cũng gần. Dạ. Bây giờ hỏi về làm dâu ngoại được không? Giờ phải làm dâu đó. Dạ. Hỏi đi anh trai, hỏi giờ là em nghĩ sao chuyện làm dâu đi. Nếu như mình hợp á thì em đồng ý về làm dâu cho nhà anh. Thì thật ra là em vẫn làm dâu được. Dạ. Nếu như mà anh cần chăm sóc bà ngoại của anh á thì em vẫn có thể chăm sóc được cho người lớn tuổi. Tại vì em trước đây em cũng chăm sóc cho rất là nhiều người rồi, không có vấn đề gì hết.
Nhưng mà vấn đề của em là em không biết nấu ăn. Có gì em tập em ăn nóng. Không, em không tập được nha. Không phải vì không phải là tự nhiên em không biết nấu, mà là hồi nhỏ có một lần em đi ngang qua cái ngang qua chợ á, thì lúc đó người ta đang cắt tiết con gà. Cái gì? Cắt tiết gà á, có nghĩa là cầm cái cổ con gà thôi. Thì 20 mấy năm rồi em không đi ngang qua chợ đó nữa, không đi ngang qua chợ nào hết á. Có dạ. Những người bị tự kỷ ám thị hết ta? Cái đó. Dạ. Cái đó là dạ, gọi là tự kỷ ám thị đó. Là một cái đó nó ghi hằn ở trong đầu họ không. Mà tốt mà không sao. Em cần phải nấu ăn đâu. Bạn trai dạ. Sẽ nấu ăn, em chỉ có việc chăm sóc ông bà ngoại được rồi. Mỗi đứa tay mỗi đứa chân ha. Đúng rồi. Ừ. Rồi, bây giờ thì khoảng bao lâu hai đứa bạn khoảng bao lâu mình có thể đi đến chuyện kết hôn? Nói chuyện đi. Dự định của em là khoảng bao lâu lấy chồng á? Dự định của em là khoảng tầm 2-3 năm nữa. Dạ. Được không? 2-3 năm nữa phù hợp không? Dạ được chị. Về nó không ngoài. Chờ. Thật ra thì bình thường màu tóc của em nó không có như này đâu, cái này là em nhuộm lại từ hôm qua á. Chứ bình thường thì nó cũng hơi bóc hơn tí xíu, bóc hơn chị hồi nãy nữa. Hả? Nói gì không nghe? Nói gì? Dạ không, em không có nói gì đâu chị, em nói tóc em mà. Dạ. Phệ, bước tới nắm tay bạn gái đi về. Ai này dễ thương. Dễ thương lắm, hiền khô à. Quên nói gì ta? Quên nói gì rồi? Nếu kẹt quá quỳ xuống không được. Có thích ta không? Sẽ có. Đó, nói. Anh gặp em mà anh thấy em sao anh rất là thích em hay gì đó, hay anh không thích em. Nói đi. Lần đầu gặp em đó, thì anh thực sự rất là nghiêm túc khi mà anh đăng ký chương trình. Anh cũng mong muốn là tìm được một bạn gái. Dạ. Biết lo được không? Có thể chăm được cho bà ngoại anh với mẹ anh đó. Anh rung quá. Rồi bạn gái đứng lên nè. Đó, nắm tay bạn trai. Rồi hai bạn giao lưu một chút xíu về cảm xúc với nhau, cảm nhận về nhau, để tí nữa chúng ta đưa ra cái quyết định là có bấm nút hay không. Đó, rồi nói chuyện với nhau đi. Ừ. Em thấy anh sao? Dạ, anh thấy em sao ạ? Anh thấy em thì cũng dễ thương. Dạ. Hiền. Cũng chịu làm ăn. Không, em không có làm ăn. Em chỉ có đi học rồi đi làm thôi à. Thì cũng được rồi, cũng cảm. Rồi, bạn gái thấy bạn trai sao? Dạ, em thấy anh hiền đến... Hiền đến nao lòng luôn á. Bị em ăn hiếp không vậy? Không, anh chịu lòng rồi. Hơi mỏng chút thôi. Lại gặp tôi mấy ngày tôi chỉ cho cách... Dày lên. Dày lên. Dạ vậy thôi được rồi ạ. Gì vậy thôi được rồi, nắm tay. Để yên nguyên như vậy. Bây giờ mình hát tặng cho bạn gái một bài hát để nó tăng cái cảm xúc lên. Mình bớt rung nữa. Không, vô. Anh hát bài tặng em mà. Dạ. Làm vợ anh nhé, anh vô. Có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn hậu thiếu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Em xin hát. Biết làm thơ không? Dạ không luôn. Không, em hay nghe nhạc của Đen Vâu á thì... Mình rap bài luôn. Dạ không. Bây giờ ôm thử coi có chịu ôm, chịu mỏng nó mỏng cỡ nào. Ôm thử cái coi nó hợp lý không? Ôm thử không? Vô thử cái. Vô. Cái gì vậy? Ôm luôn hả? Vô luôn. Dòng tay thôi. Mỏng vậy được không? Hả? Dạ chắc phải nuôi da mập lên tí. Đúng đó. Rồi. Thôi về chỗ đi vậy. Trời nó mỏng lét mọi.
mà hình em CD thì con phải gặp chú ha. Dạ. Ăn uống rồi chú phụ cho. Gì? Theo ý của... À chú, người ta đớn dữ lắm rồi chú còn đòi ăn phụ người ta nữa. Chú nhường cho chú ăn để cho nó mập chút xíu. Ít ăn hay sao? Dạ ăn dữ lắm á chú, mà không biết sao mà không mập nổi á. Vậy uống thuốc phụ lãi nha. Dạ uống đủ, đủ loại hết á. Đủ luôn rồi hả? Trời ơi. Cái tàn như vậy á. Nhưng mà mập đi cho nó có sức sống chút nha con. Dạ. Được rồi đó. Dễ thương lắm á. Dạ. Tôi chịu của tôi mà con gái tôi chịu hôm nay rồi đó. Tưởng vậy á. Tiền khô luôn á. Nha cô. Ơi, chị ơi. Rồi bây giờ để ta nút bấm đi. Bên đây trái này vậy. Đây là gì? Rồi. À, hai đứa dễ thương lắm nha. Cố gắng hỗ trợ nhau, yêu nhau, chăm sóc lẫn nhau. Là cùng đi chùa, đi làm từ thiện. Là ăn chay cũng được, nhưng mà nhớ cho bà ngoại ăn mặn nha. Bà ngoại sức khỏe cũng yếu rồi, cố gắng lo cho bà ngoại. Bây giờ thì chúng ta sẽ đưa ra quyết định của mình bằng nút bấm. Mời các bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Em gái không bấm hả? Trời đất ơi. Em không bấm hả? Sao vậy gái? Em còn suy nghĩ điều gì? Dạ, thật ra thì tại vì em nghĩ là em cũng còn trẻ, cũng cần có một cái người có thể kìm được cái tính trẻ con của em. Này chịu được. Này chịu trẻ con có làm được chứ, trẻ con cũng đít nữa cũng được luôn. Không, ý em có nghĩa là giúp em có thể chín chắn hơn á. À. Thật ra chắc là cậu này cũng nhát quá thôi. Chứ cô ấy cũng là người chín chắn á. Em biết sao một người thanh niên mà không có được sống cùng với mẹ, mình sống với ông bà và thêm một người em nữa, thì chứng tỏ bạn này là một trụ cột của gia đình. Giỏi lắm á. Từ kinh tế cho tới tinh thần. Nên chị thấy khá là tiếc khi mà em không bấm. Cái này chị nói thật. Dạ. Chị thấy tiếc. Thật ra này là quyết định là tôi tôn trọng thôi. Nhưng thật ra là cậu dễ thương lắm á. Nếu mà cái mắt nhìn của Linh nha, cậu dễ thương lắm. Tình yêu cũng không phải là mình phải thật sự yêu hay là thật sự hoàn hảo lắm thì mình mới chọn đâu. Đôi khi nó không hoàn hảo lắm, chúng ta sẽ bổ trợ những điều đó thì nó tốt hơn nhiều. Nếu ai cũng hoàn hảo thì cũng khó lắm. Thật ra không ai sửa được cái tính của mình đâu, chỉ có bản thân mình. Mình tự thay đổi nó vì một người nào đó thì mới được, chứ chẳng ai thay đổi được người khác hết. Cái này là chị nói thiệt. Nếu mà hai đứa quen nhau đó thì em sẽ giúp rất nhiều cho cậu này. Gọi là hoạt bát hơn. Ông bạn này là nhiều khi nói chuyện rất là ok, nhưng mà tại vì bạn này nhát nhút nhát quá thì đứng ở trên sân khấu như thế này. Nên cái tôi kết với mày đó. Đúng rồi, một nụ cười nó rất là ấm áp. Thôi giờ vậy đi. Thật ra là chú Linh muốn hai đứa quen với nhau đó. Thôi thì mình không bấm thì cái đó là đã quyết định rồi, không thay đổi sao nữa. Làm bạn được. Đúng rồi. Chúng ta về xuống dưới số điện thoại làm quen ha. Dạ. Cố lên nha. Dạ. Cố lên, xuống dưới điện thoại làm quen rồi từ từ có gì kêu chú ngoài đứng cà phê, chú kết lại. Dạ. Không làm được làm lợi. Kêu chị nữa. Nha. Nói vô này, nha. Anh này bản lĩnh lắm á, thật ra là cái sự nỗ lực của anh này rất là ok luôn. Thôi. Đó là chỉ là một lời chia sẻ, hy vọng hai đứa sẽ là bạn với nhau để có thể hỗ trợ nhau trong cuộc sống nhiều hơn nha. Thì cậu con trai thấy thương quá. Ồ, tuổi thương anh này ghê á. Thương lắm á. Thôi giờ về đi. Hai đứa xuống nhớ làm quen nhau nha. Dạ. Làm một tình bạn tốt, biết đâu nó sẽ chuyển đổi thành một tình yêu đẹp. Dạ. Hy vọng như vậy. Dạ. Thôi giờ nhận quà rồi về thôi. Em xin lỗi. Không sao. Đây là bộ son do Thép Vina QA gửi tặng cho em. Dạ, em cảm ơn chị. Sao mà không? Dạ, không. Hôm nay mưa không éo. Sao mà không mùi lên? Dạ. Nhớ thấy hình mùi lên trong chai sạp ông mua ủng hộ tôi nha. Hôm nay tháng mà bán mười mấy chai. Còn đây là một cặp mũ bảo hiểm Rojo. Xin được gửi tặng cho hai bạn. Dạ, em cảm ơn. Bếp điện từ Toshiba.
hai đứa nhỏ con gọi hai cái nón hợp ghê. Hy vọng là sau này trong những cuộc hẹn hò của hai đứa, chị sẽ thấy một cặp mũ bảo hiểm cùng ngồi trên một chiếc xe đưa nhau đi rong ruổi khắp đất nước Việt Nam. Nón này nó kết đôi nhiều lắm á. Hai đứa đội đi thử chụp tấm hình đi. Biết đâu định mệnh đó, định mệnh sao. Nha. Rồi. Chúc hai đứa sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Rồi, dạ. Đây là đây. Tội nghiệp nhỏ quá. Nói thương quá. Trời ơi, thương đúng không? Hiền lành. Mình qua luôn đi con. Đi đi con. Hiền lành thiệt tình luôn. Một chàng trai rất là chân thành, ấm áp, bản lĩnh cô và gái... là một trụ cột của gia đình. Cô gái chỉ hơi là gọi là sao ta, hơi hơi bướng, hơi lì chút, hơi lì nhưng mà dễ thương. Cô gái cũng rất là dễ thương luôn, nhưng mà cô gái không tin rằng là chàng trai này có thể thay đổi được cô ấy. Nói chung là duyên số hết cả duyên thôi số. Rất tiếc là hôm nay chúng tôi bị kẹt cái cặp đôi thứ hai. Mỗi lần như vậy quý vị, chúng tôi rất là tiếc. Thật ra làm mai làm mối nó đôi khi tối về ngủ không được, trăn trở vì những cái cặp như thế này. Thật ra mình rất muốn họ bấm nút nhưng cuối cùng họ lại không bấm nút. Có những cặp đôi mình không bao giờ muốn họ bấm nút nhưng họ lại bấm nút. Đó là duyên số rồi. Những cái cảm xúc luôn luôn có trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò để chúng tôi chuyển tải đến quý vị những cái thông điệp về tình yêu, những nửa mảnh ghép ở đâu đó mà chúng ta đang đi tìm, hãy đến với chúng tôi Bạn Muốn Hẹn Hò quý vị nha. Chương trình phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được cảm ơn Toshiba Việt Nam đã tài trợ cho chương trình. Bây giờ thì Quyền Linh và Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quay luôn. Một lần nữa Quyền Linh và Ngọc Lan xin cảm ơn Toshiba Việt Nam. Toshiba Việt Nam đỉnh cao chất lượng Nhật Bản đã tài trợ thực hiện chương trình. Xin được cảm ơn quý vị và quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:50 thứ bảy và 20:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Bây giờ thì Quyền Linh và Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Gặp tôi không nhớ được cái kia.